Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật làm cách nào để xóa một cái đối tượng ra khỏi ảnh đơn giản nhất mà đỡ tốn thời gian nhất. Thì ví dụ như bây giờ ở đây mình sẽ có một cái tấm ảnh đấy, mình sẽ zoom lên cho các bạn thấy là cái tấm ảnh này bây giờ mình muốn xóa những cái chữ nằm ở đây đó, những cái chữ nhỏ nhỏ này đấy, ở trong tấm ảnh này, thì mình phải làm như thế nào? Đây là cái cách làm mà mình nghĩ đây là nhanh nhất rồi. Cũng có rất là nhiều ứng dụng cho phép mình có thể xóa được những cái vật thể dư thừa ra khỏi ảnh, nhưng mà mình nghĩ cái ứng dụng này là cái ứng dụng làm nhanh nhất. Đây, đầu tiên các bạn có thể tải về cho mình cái ứng dụng này đi, Snapseed này, tay mình đang chỉ đây này. Ứng dụng Snapseed này hiện tại là đều có mặt trên cả App Store và Google Play nha các bạn. Ứng dụng này là được cho chính Google phát triển luôn. Thì ứng dụng này nó có rất là nhiều điều hay, ví dụ như là trong này nó có rất là nhiều cái công cụ. Ví dụ như giờ mình load tấm ảnh vừa rồi vào rồi. Trong này nó có rất là nhiều công cụ giúp mình có thể chỉnh sửa được ảnh. Ví dụ như là đồ thị màu, tương bằng trắng, cắt, xoay hay phối cảnh. Nói chung là tất tần tật mọi thứ. Và khi các bạn đã load ảnh vào rồi thì các bạn sẽ chọn cái mục công cụ bên này. Đấy. Sau đó các bạn chọn cái mục chỉnh sửa. Thì ở mục chỉnh sửa các bạn bắt đầu zoom lên. Mình zoom to to lên một tí thì tới ngay cái chỗ mình cần làm ấy. Thì dưới đây nó sẽ xuất hiện cho mình một cái ô điều chỉnh. Ví dụ như đó các bạn có thể dùng tay để điều chỉnh như này cũng được, hoặc là dùng tay để kéo đó. Sau khi mình đã căn chỉnh được rồi thì mình bắt đầu mình dùng tay mình bôi. Mình bôi đỏ đó. Mình sẽ bôi đỏ đây, mình làm lại cho các bạn xem đó. Ví dụ mình sẽ bôi, mình sẽ dùng tay để bôi đỏ. Mình sẽ không thả tay ra, mình sẽ bôi luôn một lần. Đấy. Và bây giờ đó, bức ảnh nó sẽ đối với cái chữ này nó sẽ tự động xóa ra khỏi bức ảnh. Tuy nhiên nó sẽ có một số cái lỗi, nó những cái lỗi màu đen xuất hiện này thì bạn tiếp tục bôi vào nó. Đấy. Công cụ nó sẽ tự động tính toán cho mình. Thì ở đây mình bôi một cái vùng lớn lớn để cho nó đẹp hơn, nó dễ nhìn hơn. Rồi. Thì các bạn có thể thấy được là gần như bạn không hề nhớ tới cái sự tồn tại của cái đối tượng này trong ảnh này. Thì đây là cái phương pháp dễ nhất để các bạn có thể xóa những cái đối tượng ra khỏi ảnh. Và mình giới thiệu thêm cho bạn một cái công cụ, ngoài cái công cụ của Snapseed do Google phát triển này ra, thì mình còn có cái công cụ đó là Pixotamic này, Pixomatic đây. Ứng dụng này mình cũng đã từng nói về các video bởi video khác rồi. Thì ở cái công cụ này nó có cái điều hay hơn, thì ví dụ như đây là công cụ kia thì Google nó sẽ tự động tính toán để trừ hao ra cho mình, nhưng mà ở công cụ này mình phải tự căn chỉnh bằng tay, thì vì vậy mình có thể chủ động được nhiều hơn. Ở công cụ này mình có thể tự căn chỉnh bằng tay, thì công cụ nào nó có cái hay của nó các bạn ơi. Thì ví dụ như ở công cụ này đó, mình ở phía dưới này mình chọn cái mục Path này đấy, thì mình cũng sẽ zoom lên, sau đó mình bôi đỏ đấy. Sau đó mình sẽ dùng công cụ Move này. Sau đó mình sẽ kéo nó tới cái vùng nước mà mình muốn nó tương tự đó, mình muốn nó giống. Thì đấy, mình thả ra. Nó sẽ còn những cái cường ở đây. Mình tiếp tục dùng công cụ ấn Apply đã. Sau đó mình sẽ tiếp tục dùng công cụ Path này. Mình tiếp tục làm như vậy. Cũng tương tự như bên kia thôi. Mình tiếp tục mình làm như vậy nữa. Sau đó mình lại ấn Move, kéo qua. Đấy. Đấy, gần như các công cụ này nó có cái chức năng là gần như nhau. Đấy. Mình thấy cái công cụ này thì nó cũng tối ưu hơn công cụ kia nhiều mặt, ở cái chỗ là mình có thể chủ động được cái màu sắc của nó. Đấy. Thì các bạn có thể tự do có thể chọn một trong hai công cụ yêu thích của mình nha. Các bạn nhớ ấn subscribe và chia sẻ video này, thì để đây là động lực rất lớn để cho mình sau này có thể làm những video hay hơn và chất lượng âm thanh và hình ảnh có thể tốt hơn bây giờ nữa. Và chúc các bạn thành công nhé.